Rồi thêm nè, xe của anh nè, liệt rồi, đụng banh đít rồi. Từ lúc mà tới, từ lúc mà anh gọi thằng bảo hiểm, anh đợi nó ngoài nắng ngoài mưa là tiếng đồng hồ, đợi công an tiếng rưỡi. Mình bị đụng á, chưa hỏi ủa anh có làm sao không? Hay là ủa xe anh có làm sao không? Không có đâu, vô đổ cụp cụp mở giấy rồi. À, đưa giấy tờ đây, biên bản. Thôi thôi, mẹ không làm, làm mẹ luôn đi. Tôi chán. Không những cái xe không đâu, bằng lái đem về đồn nằm luôn. Cà vẹt xe, tất cả nguyên bộ hồ sơ về xe. Ủa bằng lái tôi có tội gì đâu mà giữ bằng lái. Kiến thức bất động sản, kinh nghiệm thực tiễn, mưu mô lừa đảo, dreamer làm giàu, kiến xây Việt Nam. Duy Nguyễn, THOL, BBT Building. À, chào mừng các bạn đến với chương trình vlog của anh Duy Nguyễn. Đáng lẽ là hôm nay là anh sẽ chia sẻ cho tụi em một cái bí quyết là để cho mấy ngân hàng nó không hút máu cái vụ mà thẻ tín dụng. Mà cái đó nó quan trọng lắm. Bởi vì mấy nhiều khi nhân viên văn phòng nó làm lại đú đú lương có 10 triệu bạc cũng đặt chơi thẻ nữa. Đúng không? Bị hút máu hoài à. Nhưng mà kế hoạch thay đổi chút xíu là thằng nhân viên á, mà gọi là kép chính của anh á, nó bữa nay nó xin phép anh nó ra tòa ly dị vợ. Nó nói quá em cưới lộn mẹ rồi anh ơi. Nó nói thôi thôi dẹp bà đi, không nào ngu như mày hết á. Tại vì bây giờ á, ở Việt Nam mình nó có luật là ví dụ như bây giờ nó chưa cho kể mà anh kể nó kiện anh. Nên anh không kể được thôi. Đó. Nhưng mà anh là giám đốc của nó không dám kiện đâu, nó kiện nó mất việc. Nên anh kể chơi cho nghe. Thằng này cũng giống như mấy em vậy đó, cũng tuổi trẻ chưa trải sự đời, đú đa đú đỡn, uống rượu uống bia vô, nhỏ kia nó gài hàng mấy em. Nó gài cây một cái một, tự nhiên sao vậy rồi. Không biết phải của nó không, đó mình không dám nói nha. Nhưng mà tao có quyền tao nghi mày. Nó vậy đó, mà đâu có phải một lần đâu mà hai lần. Nên bây giờ ở nhà nó có hai đứa luôn rồi. Nghĩ coi, giờ gà trống nuôi con mà đâu phải nuôi một con mà nuôi hai con. Đó, mà trong khi nó ngồi nó cán đáng hết, nó vừa làm mẹ mà nó vừa làm cha luôn, mà nó vừa lo tiền mà nó vừa lo tinh thần luôn, mà nó vừa lo quay phim cho anh nữa. Thôi cuộc đời nó đen luôn. Thằng nào thì chắc mấy em đây cũng biết. Nên anh phải đổi một cái đề tài khác. À, thằng này kép phụ, thằng này trình nó còn yếu. Nó quay mà video có giật giật hay tiếng gì bị hư hư á, thì tụi em chửi nó đừng chửi anh nha. Nó những gì anh làm có thể làm rồi, phần lại là do nhân viên anh thôi. Đó, anh đầu tư cho nó máy VIP, anh tuyển người tốt, nó ưu đãi này nọ kia, cho chơi bida, cho chơi game đồ này nọ các kiểu. Wow. Trong công ty. Rồi thôi bây giờ tình hình là có một cái video hôm qua anh chia sẻ về vụ mà con Mẹt á, con Mẹt anh chia sẻ anh kể thôi. Anh kể thôi, không biết nào bán bảo hiểm mới vô nó khịa khịa từ lương vừa mấy em ơi. Bởi vậy á, nó nói anh câu rất là buồn. Nó ngồi nó uống nước mía, nó nói chuyện đạo lý mấy em. Rồi nó dạy anh về nào là luật pháp, nó dạy anh về cuộc đời. Nghĩ sao anh buồn thấy mẹ luôn. Ủa tao nhớ, ủa tao cái cà vạt xe của tao là xe Mẹt 7 tỷ mà ta. Nó dạy nó nói hồi anh tưởng đâu anh là thằng ất ơ nào dưới quê mới lên đó mấy em. Không có chút xíu địa vị trong xã hội nào nữa. Xong mà anh cũng ngẫm nghĩ, nói ủa dù gì tao đứng tên 4 sổ đỏ mà ta. Đúng không? Mà cái sổ đỏ của anh nó bự nó nhỏ thì tụi em biết rồi đó. Đúng không? Anh đâu có giấu gì đâu, anh công khai anh có cái bot rồi. Tại vì sao? Tại vì nó chung tánh là nó như vậy. Đó là cái thứ nhất, anh nói ở đây không yêu cầu, không cần các bạn đồng cảm. Các bạn có đồng cảm hay không đồng cảm thì Duy vẫn là Duy thôi. Các bạn đồng ý với tôi điểm này không? Nhưng mà nó vô nó ngồi nói chuyện đạo lý nó dạy. Nó nói là trời đất ơi, bảo hiểm làm đúng luật rồi, anh không biết anh ngu thì thôi thuê luật sư đi anh đồ này nó các kiểu rồi chứ nghe ngứa nách dã man mấy em. Nghe mà thế nghĩ gọi là bất mãn cuộc đời luôn á. Nghĩ vậy chị luôn á, nên thôi. Hôm nay anh nói chuyện luật với tụi nó. Đúng không? Anh không phải là luật sư nhưng mà anh nói chuyện luật cho tụi nó nghe. Và tiện đây là cho mấy em học hỏi luôn. Tại vì anh là người trong cuộc, anh có quyền mà tao chủ xe mà không cho tao nói luôn hả? Thôi vậy tao bán xe à? Đúng không mấy em? Ông có tự nhiên mày mua cái xe 7 tỷ bạc đóng thuế không ngập mỏ. Đúng không? Tiền sửa xe, tiền bảo dưỡng, tiền này tiền kia nói trắng ra là biết bao nhiêu. Cái quan hệ lợi ích trong xã hội kiếm sống nhờ xe của anh. Mày cho anh bức xúc không? Đó, mà cái xe của anh mua năm 2018. Có mưa, có gió, có tri thức chiều sâu, có mong ước chưa thành nào phải mộng mơ. Đôi tay dìm không chỉ để làm thơ, mà uy lực trên từng trang chữ nhớ. Biến tham vọng thành sự thật khát khao, nhất body nhất danh vọng nhất thành công. 2018, 19, 20, 3 năm rồi. Bảo hiểm cứ cho 500 củ đi, 300 củ tiền bảo hiểm rồi đó.
cho nói không? Hỏi thiệt á, giờ cho nói thì nói, không cho nói nghỉ like, nghỉ nói luôn, dẹp luôn, bán xe luôn. Vừa phải thôi mấy ông nội, nói chuyện lực với mình. Bây giờ anh nói thẳng một câu tụi em thấy đúng á, tụi em phải like, share, mua sub liền. Tao nói mày, luật ở trên đời này không có cái luật nào bằng luật nhân quả hết á. Đồng ý không? Yes. Bây giờ là 200 quốc gia và vùng lãnh thổ thì đương nhiên nó có 200 cái bộ luật khác nhau, đúng không? Mà cái bộ luật nào đi chăng nữa nó cũng phải là nó quản lý xã hội tốt, độ công bằng xã hội. Luật pháp nó phải mang tính chất công bằng, đúng không? Chứ không cái tại sao ông Tòa có biểu tượng cái cân là công lý, nó không được lệch, đúng không em? Đó. Thì nếu mà luật đâu có nghĩa lúc nào nó cũng tối ưu, luật đâu có nghĩa lúc nào nó cũng đúng, đúng không? Đâu, luật pháp á, luật nào cũng vậy thôi à, cũng do mấy ông nội viết luật ra thôi. Thì cái kiểu gì nó không phù hợp là phải sửa đổi, cái đó là nghiêm túc mà nói. Còn bây giờ mình, ủa tao đâu có nói gì luật bảo hiểm, anh không hề nói cái luật này hả, cái này nọ kia, anh chưa nói nó có nào hết trơn, ngồi vô sủa anh mấy em. Má tức quá. Được, nói chuyện luật đúng không? Nói chuyện luật, anh là người nè, trong cuộc nè, cái xe của anh nằm bãi nè, nó nói chuyện đạo lý với anh. Nó nói, ủa gửi xe công an mà sợ luật đồ. Ủa, xin lỗi, có tiền mua xe hơi chưa mấy em? Có bị tai nạn lần nào chưa biết gửi xe công an? Cái bãi xe anh gửi, anh đưa cái phiếu thu ra biết nhiêu ngày không? 60 ngàn ngày bãi xe tư nhân ông nội, công an vẫn vô thôi. Anh nè, bây giờ tình trạng của anh này nha, anh bị tai nạn xong xào chẻ ngoài đường phố, lập biên bản đo vẽ các kiểu hồ sơ gì đó không biết, vậy đó anh không quan tâm. Nhưng mà giờ quan tâm cái bãi xe, tài sản của anh mà không cho anh quan tâm, đúng không? Bây giờ nó là tài sản cái gì quý giá lấy được hết, chúng tôi không chịu trách nhiệm. Thôi giờ nghỉ chơi được không, quỷ hồ sơ đúng không, tha nó luôn về. Nghe câu này lạnh chưa mấy em? Rồi xong, gửi xe xong rồi cái tự nhiên đưa chìa khóa xe luôn. Cái này nè, đưa chìa khóa xe cho bãi xe luôn. Bây giờ làm sao, chống hả? Không lẽ không đưa, thôi không được, xe tao mắc tiền lắm, tao không đưa mà được đâu. Thêm tội chống đối người thành công vụ cái nữa, thấy mỏng quá, cũng này nó ngộ lắm em. Bây giờ mày phải hiểu cho anh là chủ xe, cái xe là xe 7 tỷ, anh lập lại một lần cuối, anh 7 tỷ anh mua bằng tiền Việt Nam nha. Mà bây giờ em đi vô bởi xe mà em không hề có lỗi luôn nha, cái này cái thí dụ mình có lỗi thì mình không nói khỉ gì khô cả, mày có lỗi là sai bét rồi, là không bàn cãi đó, nên là mình không có lỗi gì trơn trọi đó. Mà cái gọi là anh quê nhất cái chỗ là từ nạn nhân mà anh phải đi theo cái câu chuyện đó, mà thằng nào nó là bắt nó đi, thằng nào mấy em đi vô coi, thằng nào bảo hiểm đâu bơi ra đây rồi cũng trốn nha. Ông nó vô nó vậy đó, cũng chính ông nội bảo hiểm ổng bắt mình phải kêu công an, bắt kêu công an để lập hồ sơ này nọ kia, họ đi theo cái đường của nó rồi ra vậy luôn, biết vậy khỏi kêu luôn, đúng không mấy em? Đúng chưa? Bây giờ vấn đề tiền bạc, anh có tiền anh không cần, nó thẳng luôn, không cần mày. Ông má chưa biết mà đền tao được nhiêu tiền hết á, mày hạch sát tao, đúng không? Cái này tụi em nghe, tụi em phải hiểu là tụi em đặt mình vô hoàn cảnh tụi em là anh, tụi em phải là anh cái đã, tụi mới hiểu được cái tâm trạng của anh nha. Còn thằng nào bán bảo hiểm thì nó đâu cần hiểu, đúng không? Bây giờ nó phải tìm cách nó trốn thôi, hợp lý mà, nó tránh nó đâu. Rồi nó có quyền trốn, bạn thích trả cho mình bạn trốn, bạn thích đền thì mình bạn cứ khỏi đền, thoải mái, tôi không bắt bạn đền. Nhưng mà bây giờ bạn dẫn tôi đi vô câu chuyện này, tôi hơi quê một chút vậy thôi. Rồi bây giờ giữ xe, đưa chìa khóa chi vậy? Để làm chi? Để người ta ve ra ve vô đó ba. Cái bãi xe tư nhân một đống xe luôn, kế bên có một xe tải, rồi xe nào cũng bị đụng giống mình, rồi tùm lum tùm la, xe cốc xe tà lô vô hết. Nó tóm lại nói thẳng câu, dậm chịu bán hết đống xe đó, chưa mua nổi xe anh. Nhưng mà giờ đưa chìa khóa, đừng có đưa chìa khóa, có gì bàn giao cũng có gì không, bị luộc đồ ai chịu cha. Xong rồi tao đi hỏi anh kia đó, anh yên tâm đi, không là dám luộc đâu. Mà nếu lỡ nó luộc thì sao? Yes. Sao cuộc sống bây giờ mình nói chuyện bây giờ mày chơi anh đó thì mày chơi bằng văn bản, mà anh nghi mày á thì mày kêu niềm tin. Ủa có phe không em? Có phe không? Nope. Toàn là sức họng cả giọng trên đăng dưới giấy không à, nói nó không dám luộc đâu anh. Biết vợ kiến xe nhiêu tiền không? Kiến không nói, ốc yết này nọ nhiêu tiền đâu. Anh điện thoại lên mẹ luôn hỏi nó, trường hợp bây giờ luộc xe tôi, ông có cách nào test không? Nếu mà xe tôi lên tỉnh ông test mà nó ra luộc cái tôi không dẫn ra khỏi bãi tôi làm tới luôn. Bực mình nè. Đó, cái đó yên tâm đi, xe nó luộc nó bán cho ai anh ơi. Cái đồ mày nói chị mắc cười với ta. Tao quan tâm là nó có luộc không luộc, mà nó luộc đồ anh nó bán cho ai.
thí dụ như mấy con xe cốc E hay C gì đó, ở ngoài thị trường nó nhiều nó không bán được. Còn cái xe của anh ở Việt Nam có 5 chiếc à, bây giờ nó luộc nó bán cho ai? Là một lần nữa là quay về niềm tin. Vì cái thằng kia nói xe gì bãi xe niêm phong niêm phiết gì đó. Cái chuyện đó chuyện của bạn, không phải chuyện của mình nha. Bà đừng có đem câu chuyện của bạn cho bà nói chuyện của mình, đồ ngu. Đam vậy được không mấy em? Ủa mình đâu có xâm phạm câu chuyện của bạn đâu. Đó, rồi bạn bây giờ bạn nói là cái câu chuyện của mình kể ra bạn nói mình ngu. Ồ nghe tức không chứ mấy em? Ồ niêm phong niêm phiết gì? Thí dụ như anh không biết nha. Thí dụ ở quê bạn đó đi. Quê bạn đó đi ruộng đi rẫy không à. Xe hơi có 2-3 chiếc thôi, ví dụ vậy đi. Rồi bạn chạy bạn đụng xe đi, rồi cơ quan nhà nước người ta còn cái sân người ta rộng người ta đậu xe được. Còn ở Sài Gòn này á, sân làm gì còn chỗ đậu. Đậu toàn là bãi tư nhân không à. Nó lấy chìa khóa mà nó chạy ra chạy vô chạy tới chạy lui chạy xuôi chạy ngủ để chỉnh xe rồi các kiểu ai biết được. Nó bảo cái bãi xe tôi chụp hình mà thấy rồi đó. Việt Nam phải Mỹ đâu cha. Bây giờ xe tôi đậu vô một phát một nè. Nó đậu vậy đó. Đó, đóng xe luôn. Mượn chuột này lại. À, ví dụ vậy đi. Đó, ví dụ như ở đây có mấy cái xe luôn nha. Một đống xe nè. Xe tôi là cái điện thoại nè, chạy vô đây đậu. Bây giờ ví dụ như nó lấy chìa khóa tôi làm chi vậy? Tôi hiểu mà. Để làm chi? Mình nghĩ tốt cho người ta nha bạn. Mình nghĩ tốt cho người ta tập tôi vậy đó. Bây giờ chi? Để cái xe này nè, nó cần ra nè. Nó cần ra, nó ra đường nào? Nó phải chạy cái xe tôi ra, rồi nó ra, rồi xong rồi nó vòng vô, đúng chưa? Đó là ý người ta muốn làm vậy. Nhưng mà còn mấy cái ý phụ kia ai biết được, đúng không? Rồi tự nhiên giờ làm công ăn lương ở bãi xe rồi trả tháng 6 triệu bạc. Nắng quá bắt ngủ ngoài. Ừ, xe có xe tới cắn này nệm đẹp tá. Xe ngon à. Phải, có chìa khóa không? Có. Có chìa khóa mở ra, mở đề máy lên, mở cái lạnh bật nhạc lên ngủ. Được không? Mấy bạn phải hiểu tôi tâm trạng tôi là chủ xe nha. Được không? Thôi. Cái đó là cái tôi nói ra cái đó đó để cho bạn hiểu được cái hoàn cảnh. Mà đừng có nói chuyện mà niêm phong không niêm phong đây. Một lần và mãi mãi nó thẳng luôn. Bạn đừng có đem cái bạn biết bằng áp cho người ta. Cái đó là không có văn minh. Đúng không? Còn cái tôi là người trong cuộc tôi không sai được. Thế thôi. Nha. Mệt quá. Rồi giờ xong vụ này rồi tới tiếp theo. Bây giờ bạn nói về luật bảo hiểm thì để bảo hiểm nó đền nó phải truy cứu người trách nhiệm. Bây giờ thằng kia nó không có tiền. Đúng không? Bây giờ thằng kia nó không có tiền mà thằng kia nó cũng không có bảo hiểm luôn nữa. Bây giờ bạn nói lực với tôi nói lực với bạn đó. Ủa vậy tôi hỏi thẳng bằng luôn, vậy tại sao thằng kia không có bảo hiểm cho nó ra được? Đúng không? Vậy luật của lỗi của ai? Tôi bạn nên nhớ tôi chỉ là nạn nhân, tôi không phải là cái gì cả rồi bạn đừng có đem luật kia đi tôi cả. Nha. Bây giờ luật á, cái xe bạn nằm trong đây nè, bạn nói chuyện luật đi. Có hai vấn đề, thằng nào nói chuyện luật bơi vào. Có hai vấn đề. Bà nói luật đúng không? Thằng bảo hiểm nó làm theo luật của nó thôi. Mà luật của nó là gì? Luật của nó thì được nhà nước chấp nhận. Đúng không? Rồi công an làm theo luật của công an. Luật công an cũng được nhà nước chấp nhận luôn. Nhưng mà xui cái luật công an, luật bảo hiểm nó không liên quan. Bạn nằm kẻ giữa. Đúng chưa? Rồi giờ cái xe của bạn nằm đây nè, xe 7 tỷ cho tôi lập lần cuối nha. Đó. Bây giờ á, tôi á là thuộc dạng là tôi chơi cũng ngon rồi đó, nên tôi lấy xe ra trong vòng 7 ngày. Còn nếu mà tôi chơi theo luật của nó lấy trong vòng 7 tháng, cái thằng mẹt nó báo giá tôi á là 200, lúc tại thời điểm là 280 triệu. Không lẽ tôi là thằng đói ăn đến mức mà tôi có 280 triệu tôi không lo nổi, tôi lấy cái xe ra mà tôi bỏ xe tôi ngồi đây 7 tháng hả? Đồ về cái xe đó ly dị tôi luôn. Đúng không? Nó trời ơi anh Duy Nguyễn chơi kỳ quá, anh Duy Nguyễn mua em về không nâng niu bỏ mười bãi như chó ghẻ vậy đó, 7 tháng trời luôn. Ôi anh Duy Nguyễn tiếc mấy thằng mặt ghẻ thôi, anh Duy Nguyễn đối xử với em vậy thôi em không về đội Duy Nguyễn nữa. Đúng không? Mày nói chuyện luật bay vào. Ồ cái luật tiếp theo nè, thứ nhất là cái luật đó không có lợi cho mày rồi đó. Xong rồi cái em bảo hiểm nó nhân nghĩa nó trời ơi em bảo vệ quyền lợi của anh mà đó bảo vệ quyền lợi bảo khi móc gì mà đã được đền trả lời câu thôi, mày tao làm được kêu sếp mày đã trả. Anh nói rồi quan điểm của anh á thì anh cốc cần mày đền, nhưng mà anh thích sự rõ ràng. Được đó, anh tiếc tao đi theo mày mà vẽ hồi xe tao nằm 7 tháng, đó là cái không lợi cho tao rồi đó. Vậy có lợi cho thằng kia không? Thằng kia là thằng nào? Thằng kia là thằng đúng á. Bây giờ mày đi kiện xúc quần con ta. Ông mày đi kiện xúc quần con ta, con không có tiền đã nó chấp nhận nó ở tù thôi chứ sao? Chấp nhận nó ở tù rồi còn gia đình nó này nọ kia nữa, luật của mày qua được luật nhân quả không? Đúng không? Mày bây giờ tự nhiên tao đi theo mày một cái, tao mang tiếng là dồn con ta vô đường cùng. Mày sống gì nó có mấy trăm triệu mà mang tiếng dồn con ta vô đường cùng. Xin lỗi mày mấy trăm triệu kiếm tháng có, đúng không? Còn cái nghiệp này nè, sau này lỡ tao con cháu lãnh à. Đúng không? Nói chuyện nào nó lực bơi vào. Em thấy anh nói đúng không? Tao nói thiệt mấy trăm triệu một tháng anh kiếm có à. Còn giờ á đẩy con người ta vô tù. Ủa,
cái thằng khứa thằng bảo hiểm đứng ở giữa nó chọt. Sau này á, cái thằng bị đụng đâu thằng bảo hiểm đâu ba, nó hận tao nè. Nó cóc cần biết thằng bảo hiểm thằng khứa nào đâu. À nó cần thằng má chó Duy Nguyễn, má nó giàu mà nó khinh người nghèo, má nó có mấy trăm triệu rồi nó không tha. Người ta nó quỳ xuống người ta xin lỗi. Ê, cái này anh chế, chuyện quỳ không có. Nhưng mà nó năn nỉ, người ta hối lỗi rồi. Người ta mong một sự cảm thông rồi. Má nó dồn con người ta vô đường cùng. Đằng sau nó còn vợ, còn con, còn này còn kia các thứ nữa. Ủa thằng cha đi tù hận xong con, đứa con sau này đi tù hận. Ai biết được 20 năm sau có phim chưa trả thù nguyên dòng họ tao luôn. Bộ phim đó bà. Tao nói là gì, đợi con ăn mặn đợi cha khát nước. Đúng không? Cái luật mày qua được luật nhân quả không? Nope. Mày ngồi đây mày giảng đạo với mày nói chuyện luật. Anh xử sự theo cách của anh, có tình có lý, không ai nói được câu nào hết. Cách nào thì mốt anh nói. Bữa nay anh chỉ anh muốn gửi vài lời cho mấy thằng chỗ tre nó ngồi nói đạo lý với anh thôi. Đó là cái nhất, cái thứ hai cái này nữa mới hài nè. Mình á, mình bị tai nạn. Đó, mình điện thoại bảo hiểm báo cho nó biết. Rồi như con người ta văn minh ra xác nhận đi rồi này nọ kia rồi ông chụp hình hiện trường vụ án này nọ đi. Đúng không? Rồi thí dụ như ông kêu công an cũng được nữa. Nhưng mà ông phải ông kêu công an được thì ông phải nói là ừ thằng thân chủ tôi nó không có bị sai thì ông không được giam xe nó. Đúng không? Vậy nó mới bảo vệ quyền lợi khách hàng. Tự nhiên đi công an đi giam xe mình đâu bảo hiểm nó em nào biết em nào có hay. Ồ hay cái cụ lôi mày kêu tao báo công an đã đợi giờ công an giam xe tao đã đợi rồi mày hỏi em nào biết em nào có hay. Ông anh xin lỗi bạn luôn, nó vô gặp công an hả, nó sợ trời ơi luôn á. Tao nói cái thứ như mày thôi dẹp mẹ đi bên đi. Rồi xong rồi ra nói trời anh di xử vậy em thấy rất là hay nhưng mà em ấy nấy quá. Thôi thôi mẹ mày làm công ăn lương mày bớt cái mỏ đi. Ông mày bớt cái mình nè à. Đúng không bạn? Mình cứ đinh ninh là nó dẫn mình vô vậy là nó có đường dây. Hay là nó dẫn mình vô vậy là nó đại diện cho mình, nó nói chuyện với công an. Mình đỡ phải ra mặt. Không có đâu mấy em. Ồ nó vô gặp công an trời ơi nó như trộm cướp á, nó sợ mà nó ngồi khúm núm nó không dám cái gì hết trơn, trời bực mình dã man luôn. Xong rồi cái nó ủa công an bắt làm vậy hả anh? Trời ơi trời mày rủ mày kêu tao báo công an rồi giờ nó vậy mày đâu có làm rồi á. Rồi tao hỏi thẳng mà luôn anh, có hỏi thẳng tao hỏi thẳng mà luôn nè. Nếu mà giờ tao là phi nhân phi đạo đức, má bất nhân bất nghĩa, tao chơi theo đường mày kiện thằng kia xuất quần luôn. Thằng bảo hiểm tự kiện anh không kiện nha. Tại thằng bảo hiểm đó là nó lúc đó là anh phải viết giấy ủy quyền cho nó để nó thay mặt ra nó đòi nợ thằng xe đụng. Nó đòi nợ đụng xe là nó kiện đụng xe xuất quần luôn. Thì hỏi là ông má kiện đụng xe là chừng nào lấy xe ra. Anh hỏi trước câu này khoảng nó mới nói trả lời được. Ông có nói làm bảo hiểm mà nó không trả lời được. Tại đó phải chuyện của nó đâu, chuyện của công an mà. Nó chuyện xe khi nào ra khi nào vô là công an. Đó, cái chỗ công an anh cũng không thấy vui vẻ nữa, thật sự. Đó là xong bảo hiểm nó nói vậy rồi vậy kiện chừng nào thắng. Nó không biết anh ơi, nói chung là kiện cái chuyện nói chuyện của bảo hiểm nhưng mà anh yên tâm đi, ví dụ như đòi không được đòi được hay không được gì thì bảo hiểm của em cũng đền cho anh, đền trước. Nó nói dùng chữ đền trước, rồi đòi thằng kia sau, nhưng mà trước là nhiêu lâu. Nó không trả lời được. Mà nghe cái mùi của nó trước trước chắc cũng phải mẹ 3-4 tháng là ít đó. Mà nếu mà trước trước qua 3-4 tháng thì trở về bài toán gì phi nhân phi nghĩa nữa. Làm gì thằng bảo hiểm tha cho thằng đó. Thằng bảo hiểm nó đạo đức cái con khỉ gì, nó không kiện thằng đó ở tù thấy bà nội luôn á chứ làm gì tha. Đó thì bởi vậy mới nói với em câu á là không phải trên đời này cái đạo nào cũng phải là nó cũng thế xếp sau cái luật nhân quả hết á. Đó nên có hai vấn đề mà anh nói thông não cho mấy cái thằng nói chuyện đạo lý với anh. Rồi thêm nè, xe của anh nè bây giờ mày liệt rồi, đụng banh đít rồi. Anh là người bị đụng. Từ lúc mà anh gọi thằng bảo hiểm, anh đợi nó ngoài nắng ngoài mưa là tiếng đồng hồ, đợi công an tiếng rưỡi. Đứng ngay cầu Rạch Chiếc đợi vậy đó. Chưa có ai mà hỏi thăm á, ủa anh có bị sao không? Hay là xe anh có bị sao không? Ông có xong xuống vô nói một câu buộc thôi cuộc đời nhân tình thế thái em nói bỏ đi. Anh nói bỏ đi. Đúng không? Mình bị đụng quá chưa hỏi ủa anh có làm sao không? Hay là ủa xe anh có làm sao không? Không có đâu, vô đổ cụp cụp mở giấy rồi. À, đưa giấy tờ đây biên bản. Thôi mẹ không làm ra mẹ luôn đi. Tôi chán quá. Học ngôn gì cũng có môn đạo đức nó không có học mấy em. Đó, thằng bảo hiểm mày có không? Trong khi á, anh là khách hàng của nó chưa bao giờ hỏi ừ anh có làm sao không? Tâm trạng anh có quảng loạn chưa? Thôi mấy chuyện này coi như là xui xẻo đi anh, nhưng mà em sẽ giải quyết để cho anh cảm thấy thỏa tình đạt lý. Ôi anh mới là khách hàng của em rồi, này không bao giờ có đâu ba. Không có. Thí dụ như cái xe này nè,
Bây giờ bạn thấy là xe tôi là xe đúng, đúng không? Mà bị đem về đồn nằm. Nếu bạn là tôi, bạn nghĩ sao? Không những cái xe không đâu, bằng lái đem về đồn nằm luôn, cà vẹt xe, tất cả nguyên bộ hồ sơ về xe. Ủa bằng lái tôi có tội gì đâu mà giữ bằng lái, đúng không? Ở đây là tôi không nói là các bạn làm sai luật, luật nhiều khi cho phép các bạn làm điều đó, nhưng mà luật trong tình huống này có phù hợp hay không? Nope. Tôi không sai. Rồi xong rồi á, cũng may là có hai chiếc xe, còn chiếc xe đang đi lại nữa. Rồi sau này vô gặp ông công an kia, ông công an khác, ông hỏi ê bằng lái mày đâu, nói ê bằng lái công an kia giữ rồi. Nó kỹ ta, thấy có gì đó rất Việt Nam đó. Ông anh kể câu chuyện này cho mấy bạn anh bên Mỹ nó cười không đỡ nổi luôn á, đúng không? Giữ xe là thấy ngộ ngộ rồi, quất luôn bằng lái luôn, chạy lên chạy xuống, trời ơi nó má khổ dã man luôn á. Vậy mà ngày hôm nay còn mấy thằng trẻ trâu chưa trải sự đời đó ngồi nói chuyện luật với đạo lý với mình đó. Thôi thôi, ai biết sống làm sao cho vừa lòng thiên hạ mới. Vậy thì luật đạo lý ở đây sao cho nó thấu tình đạt lý, anh cũng biết nữa. Anh từ nạn nhân anh chuyển qua thành con mồi luôn rồi. Mà cũng may á, anh có tiền á, anh bứt ra khỏi cái đống này á. Chứ mà gặp con người ta không có tiền là chạy theo cái đống này khỏi làm ăn gì luôn, đúng không? Lỡ người ta có cái xe cần câu cơm là thôi thấy mẹ thôi. Thằng mình sai, mình bị giam xe đúng, không nói câu nào cả. Mình sai, mình bị giam giấy tờ, mình sai phạt 100 triệu luôn cũng được nữa. Còn đằng này mình đúng mà bị xử sự y như sai. Xong mình hỏi ngược lại, ủa vậy chi bảo vệ quyền lợi của anh mà. What the hell? Em bảo vệ quyền lợi của anh gì bây giờ? Nếu mà em nói câu ra quyền lợi của anh thì em nhốt xe đó thôi, em nhốt bằng lái nó thôi. Đó, rồi xe của anh trả ra đi về anh đợi anh sửa đi chứ. Còn chuyện thằng bảo hiểm mày trả không trả kệ bà mày. Bây giờ mày đem thằng xe tao mày ra mày uy hiếp. Đó. Rồi xong mày đánh vô tâm lý. Có đánh vô cái tâm lý mà em. Cái tâm lý là gì? Đúng không? Tâm lý là anh Duy Nguyễn là người nổi tiếng mà, anh Duy Nguyễn là idol mà, anh Duy Nguyễn lẽ đi chấp nhất với tài xế. Đâu chơi vậy đó mấy em. Nói chung á, chơi sao cũng được hết, anh chơi được hết. Cuộc sống này anh sống lâu rồi anh biết mà. Cuộc sống này á, nó cộng đồng nó không bao giờ hẳn hết á. Đó. Nhưng mà chơi mà diễn mấy cái kiểu này á, thì thấy nó còn hơi bị gì đó. Đúng không? Nó cái chuyện là thằng tài xế đâm nó sẽ hận anh. Nó hận anh, má tự nhiên á, em đụng anh thì em nói chuyện với anh được rồi, thằng bảo hiểm là thằng chó nào. Mà bây giờ anh chọt chọt nó vô. Đúng không? Nhưng mà giờ thằng bảo hiểm á, anh đang đi theo cái cây của nó. Nó rối rắm, nó rườm rà tùm lum tùm la trong đây á. Mấy em còn trẻ, đúng không? Cái cần là mấy em thích nghi cuộc sống, mấy em học cuộc sống, và mấy em học hỏi kiến thức thực tế của những người thành đạt nhanh nè. Chứ tụi em chả là cái gì đâu mà nói chuyện luật hay không luật, luật sư hay không luật sư đây. Luật sư làm cái con khỉ gì, kiện người ta ở tù hả? Đó. Nên nói cái gì? Nếu mà muốn nói á, là phải thay đổi cả cái bộ luật bảo hiểm. Cái đó mới là cái đúng, đúng không? Những cái nước văn minh người ta làm sao đó, thì mình bắt chước mình làm như vậy thì mới là được. Chứ còn á, nói thật sự bảo hiểm Việt Nam non và xanh lắm, anh còn chưa kể mấy chuyện khác nữa. Ô, mấy cái ông nội giám đốc kia tập phòng gym anh kìa, không biết bị bệnh gì đi phẫu thuật tốn biết nhiêu tiền luôn á. Đi mua bảo hiểm cũng xịn lắm, anh không tiện nói tên thôi. Ồ, cái bảo hiểm cụ nhây, ổng bực mình quá, ổng bỏ tiền ra, ổng thanh toán cho bệnh viện. Xong rồi cái ổng đòi bảo hiểm sao? Cái thằng bảo hiểm á, nó tính toán A, B, C, D, E, F các kiểu. Cái cuối cùng á, nó đền cho ổng được 84 ngàn. 84 ngàn đồng Việt Nam á, chứ không phải 84 ngàn đô. Xong rồi á, nó cái này nó mới sốc nè. Ổng cũng thuộc dạng có tiền mà đi mẹt S400 mà mẹt S400 thường là cũng 4 tỷ rồi. Wow. Ông nói cái này mới sốc thì chú Duy. Hỏi gì anh? Nó đền tôi 84 ngàn. Cái đó thì cho mẹ nó luôn cho rồi đi chứ lấy chi 84 ngàn đụng cái hao lông với anh. Không bằng muỗng BCA nữa. Của Advogen nữa, nó Aminokem đó. Cái nói không phải, vấn đề không phải chỗ đó. Mà là cái vấn đề á, là nó kêu tôi đích thân tôi tới cái tòa nhà của nó lụm tiền. Đó, xong rồi tôi nó kêu cho con vợ đi được không? Có nó không được anh. Anh đứng tên bảo hiểm thì anh phải đi. Tao lại mày. Đó, mày ăn cái gì tao cho mày nãy chuối xanh tao thắp nhang tao cúng luôn. Ủa mày nghĩ sao đền tao 84 ngàn đó còn kêu tao đích thân nữa tới tòa nhà của nó lại nhà lãnh tiền nữa. Trời ơi má ơi má, xin lỗi mày, dân thường nó có tiền nó mua bảo hiểm đó không? Chỉ có dân đại gia nó mới có tiền nó mua bảo hiểm thôi. Nó có tiền mua bảo hiểm thôi mà giờ bắt giám đốc đổ đi xe ôm gì đó không biết tựa tới cái tòa nhà của nó lãnh 84 ngàn. Không biết con cha này kể có xạo không nữa. Anh cũng biết có xạo không, không kể như vậy đó. Mà anh nghĩ con cha này chắc không xạo mấy chuyện này. Thằng cha này cũng thù bảo hiểm lắm, cây cú bảo hiểm lớn tuổi anh rồi. Bảo hiểm ông bảo hiểm gì sức khỏe đó.
Nó thật sự bảo hiểm Việt Nam nó bắt chước nước ngoài thôi. Nó làm còn non lắm em. Rất là bực mình, đúng không? Nó không có tình lý, nó không có thấu đáo. Nó không có thấu đáo. Còn mang cái gọi là cái tư tưởng để ta đây lãnh đạo, ta đề xếp lớn. Mấy chuyện ở dưới chúng nó làm kệ mẹ chúng nó, mình không cần phải quan tâm. Tùy tụi em nhận định sao thôi nha. Anh không có bao giờ là tuyên truyền hay là kêu các em nên mua bảo hiểm này hay kia. Anh không bao giờ kêu. Chuyện đó từ tụi em quyết định, từ các bạn nghe, các bạn chọn lựa. Đó. Tôi chỉ nói là cái câu chuyện của tôi thôi. Cái câu chuyện mà xe Mercedes của tôi bị đụng. Đó. Và cái những các bên nó tác động sao, đúng không? Các bên nó tác động sao, rồi cách xử lý của tôi sao, để cho các bạn qua cái này là cái kiến thức này không phải là có tiền mà mua được đâu nha bạn. Không phải có đâu. Không phải bạn muốn có lượng kiến thức là bạn có đâu. Bạn đừng nghe tụi nó chém gió. Thằng nào nó cũng nói chuyện không có không à. Đó. Còn khi mà cái thằng trong cuộc như thế nào, các bên như thế nào, đó, thì đó mới là chính xác. Khi bạn bị tai nạn thì bạn sẽ bị cái gì, như thế nào, tiến trình hồ sơ nó xử lý ra làm sao, đúng không? Đó. Xử lý làm sao, phạt phiết gì, rồi đi lên đi xuống làm sao. Trời ơi, cái xe của tôi á, nằm bãi 7 ngày. Nó nói thiệt, nằm bãi 7 ngày trả 60.000, 40.000 hay 50.000 gì một ngày đó. Ông kia trả mắc hơn, ông kia xe bự hơn trả mắc hơn, mà ông kia còn chịu cự lộn với bãi xe nữa. Nó bạn nói thật sự các bạn, bạn ra đường đi nó mâu thuẫn đầy, nó cự lộn, nó quýnh lộn, nó chửi lộn là chuyện bình thường. Chẳng qua tôi giàu quá, tôi mấy cái đồng bạc rồi tốn khe thôi. Nó ra đường nó tôi sốc, không có sốc, đúng không? Không có sốc. Cỡ các bạn chưa đủ đẳng cấp để mà mình sốc, nhưng mà mình á thì mình muốn cho nó xong chuyện, cho nó lẹ để mình làm chuyện khác. Ví dụ như tự nhiên anh vô nó thì anh cầm giấy công an nó cho lái xe, đưa giấy công an này nọ, nhiêu tiền này nọ kia. Xong rồi cái cách mình sẽ giải quyết tiền bạc rất nhanh, chắc thấy có thể là phong thái mình đi nó cũng hơi bị nhanh. Mình cũng không có giống như phần còn lại của xã hội là ra ngoài đường dạ thưa này nọ, kính gì đó không biết nó, rồi mặc cả gì đó hay gì đó không biết. Chứ ông tài xế này không phải ông tài xế mà ông chủ xe luôn. Tài xế thua rồi, chủ xe luôn. Ông chủ xe điện thoại, chủ xe năn nỉ, tài xế năn nỉ, nói tại mệt lắm em, áp lực lắm. Đâu phải như là đó là người ngoài cuộc mà tôi đã làm công ăn lương tháng nữa 6-7 triệu, 7-8 triệu rồi cứ bị đặt xào chẻ cho nó xong rồi gác chân ngủ ngon. Này nọ chứ em đi, em đóng vai trò của em là gọi điện thoại nè, sáng cuộc 6 giờ gọi một lượt 3 cuộc nghe không nổi, ngủ mà nghe gì. Xong 9 giờ gọi, mỗi lần gọi đâu nói chung là mệt lắm. Thôi anh cũng muốn nói nhiều, tại anh không tính làm video ở đâu, tại video này không có nằm trong chương trình series của anh. Yes. Cái chương trình series của anh là đầu tiên anh kể, thứ hai nói về cái vai trò trách nhiệm của người gây tai nạn đó, rồi cái vai trò trách nhiệm của người bị đụng, rồi cái tiến trình xử lý hồ sơ, rồi sau đó là cách giải quyết hồ sơ, và sau đó cái video cuối cùng là cái sửa xe, và cái ổ lộn sửa xe chưa, cuối cùng cái cuối cùng là xe sau khi sửa nó có mất zin hay không đó. Việt Nam mình có mấy khứa tối ngày zin. Ôi vãi cả zin. Nó ngồi nó cãi lộn không anh, nó cãi lộn không lại anh. Cuối cùng nó nói một câu mẹ đúng là cùi luôn. Tao nói mày giờ nha. Cái xe của anh á, cái cốp xe của anh là 75 triệu. Bây giờ nó đụng xước miếng á thì anh thay cái cốp mới. Cũng là cái cốp của hãng mẹ sản xuất ra cho dòng xe này. Thì đâu mày thông não cho anh cái chỗ zin chỗ nào ngon đâu. Chứ nó gan sao? Chứ theo tôi thấy á, cái cốp của tao cấp cũ á, tao đi 2 năm rồi, bây giờ tao thay cái cấp mới vô tao sướng hơn, chứ sao mà nó tao mất xin. Cái biết sao nó nói sao không em? Ngu rồi sao nó nói được? Nó nói nè, anh gì nói vậy, không đúng. Xin là gì? Là cái xe của anh á, ngày trước á, là cái thằng kỹ sư người Đức á, nó dặn ốc vô. Còn bây giờ nó nhập cái cảng, cái cốp xe đó, thì về đây là thằng Việt Nam, thằng kỹ sư Việt Nam đầu đen nó dặn cốp vô, đó là mất xin. Mày nói gì tao lại mày, thôi tao hết nói luôn. Còn con cái vụ án bữa đó anh đụng, hai bữa sau có một chiếc mẹt đụng đâu gần chỗ đó nữa mày. Chiếc mẹt cùi hơn anh mà nó đụng nặng hơn anh. Má mới hài chứ. Nó mới hài. Xe của anh bị đụng sao nhẹ nha. Xe bị đụng trước rất mắc. Xe bị đụng trước nó mắc như nè. Nè, kể cho nghe xong bye bye luôn nha. Nó bị đụng dây chuyền, cái thằng, hai thằng này còn khổ hơn nữa. Hai thằng nhóc sinh viên mấy em. Nó đi làm nghề tài xế cho công ty kia, nó chạy xe tải luôn. Nó quất chủ đích cái xe mẹt
GLE hay gì đó, quất vô đít cái xe đó, bum. Rồi đó cái xe đó chạy lên bị đụng á, chạy văng ra phía trước, đụng vô cái xe Mazda cái bum. Cái xe Mazda móp đít. Còn cái xe mẹt nó vừa móp đít nó vừa móp đầu. Rồi đó. Tao bảo đảm cái xe đó bây giờ á 400 triệu. Ủa không biết báo giá cái gì, hư đèn, hư man, hư mạch gì đó 400 triệu. Rồi tao bảo đảm nữa, hai thằng sinh viên này chịu lúc đi tù thôi chứ. 400 triệu đó. Thằng mẹt báo giá cái xe đó 400 triệu. Bây giờ hỏi nè, bây giờ cái điều quan trọng á là thằng chủ xe nó có tha không, đúng không? Thằng chủ xe nó có tha không? Sao tha được? Chủ xe nó tha, nó ôm hết tiền, nó bỏ, từ trừ khi nào chủ xe bỏ 400 triệu ra sửa xe thì hai thằng kia nó mới sống. Ôm còn hai thằng kia mà không đi bán đất, bán nhà, bán ruộng đi mà trả nợ, hai thằng kia ra tòa tù chắc. Rồi xong rồi cái này, cái đó là anh nói tụi em biết rồi. Còn cái thằng Mazda nó bị đụng móp đít. Cái nó kêu nó, anh yên tâm đi, cái này anh không có lỗi, anh đứng ở đây đi để em kêu công an tới lập hồ sơ. Xong rồi á là em đền cho anh, thằng mẹt nói. Ừ, thằng Mazda nó thôi hai bê lo đi, nó chạy luôn mày. Thằng Mazda này có kinh nghiệm nha. Thằng Mazda đó nè, thôi không sao anh, đụng hai bê lo đi, tao bận quá tao đi đây. Ừ, Mazda khôn, chạy luôn, không dính công an, đỡ bị giam xe. Ừ, chứ Mazda mà đứng ở đó cái nữa đó, cái đích của Mazda đâu có nhiều tiền đâu. Nó chắc chừng mười mấy hai chục triệu gì cùng à. Đâu có, xong rồi thôi, Mazda giờ bị cẩu xe về công an rồi, tới lui xuôi ngược, dính vô cái đám ba đứa này thôi mệt luôn. Hai đứa như tao đủ điên rồi, giờ dính ba đứa. Bởi vậy đó là nói ở đời á, hơn nhau ở chỗ kinh nghiệm mấy em. Mày rõ ràng là Mazda quá kinh nghiệm rồi. Ủa chạy luôn. Hài chưa mấy em. Đó nên thực tế cuộc sống nó phức tạp đó. Cuộc sống nó phức tạp lắm chứ nó không đơn giản như tụi em nghĩ đâu. Tất cả mọi người nghĩ cuộc sống nó đơn giản là tuổi trẻ chưa trải sự đời thôi. Cảm ơn các bạn theo dõi video và tiếp tục cái chuỗi video về cái giải quyết cái vụ tai nạn liên quan các bên như thế này, nó sẽ còn nhiều video tiếp theo để chia sẻ cho các bạn đủ mọi góc nhìn thực tế thôi, không bình luận. Chia sẻ cho các bạn đủ mọi góc nhìn từ các đối tượng liên quan, bảo hiểm, người tai nạn, người bị tai nạn, rồi xử lý hồ sơ pháp lý, âm xe các kiểu. Bye bye. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Cô chùa hoài. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.